mến, các bạn đang đến với kênh YouTube của Trẻ Magazine USA. Hôm nay bếp nhà Phượng Tím xin giới thiệu đến các bạn một món ăn mới nữa, đó là món gỏi gà ngũ sắc. Bây giờ để Phượng Tím giới thiệu những thành phần có trong gỏi gà ngũ sắc nha. Trước tiên là dĩ nhiên là mình sẽ có cái con gà này Phượng Tím luộc lên rồi nè. Một chút Phượng Tím sẽ chỉ cách mà mình luộc gà như thế nào. Mình có ớt nè, tỏi nè, chanh nè, để làm nước mắm chấm nè. Rồi cái này là mình có rau, thì rau này còn có rau húng thơm với lại rau cái này gọi là rau rau răm. Rồi cái này là đường nè, để làm nước mắm với lại để làm cái món trộn. Rồi cái này là đậu phộng rang luộc lên. Rồi gồm có một cái củ hành nè, một có bắp cải màu tím nè, cà rốt nè, và một bắp cải màu xanh. Với lại Phượng Tím sẽ chỉ cách các bạn bào cho nó dễ, rồi với lại cái cách mà mình trộn gỏi như thế nào. Thì bây giờ bắt đầu mình chuẩn bị nhé. Bây giờ các bạn xuống bếp với Phượng Tím nha. Cái phần đầu tiên đó là bắt đầu mình làm những cái món này, mình bào nó ra. Thì bây giờ Phượng Tím sẽ cắt nó ra. Mình cắt những cái này ra nè, rồi xong rồi mình mới bào nó. Đây, bây giờ các bạn chờ Phượng Tím một chút, Phượng Tím đi tìm đây, bây giờ bắt đầu mình mới lấy cái này ra. Mình lấy cái củ màu trắng này ra mình bỏ nè. Đó, để khi mà mình bào thì nó không có cái củ trắng này đi. Rồi á, cái củ cải thì mình không cần phải cắt gì hết. Bạn muốn á, thì bạn cắt nó ra làm hai như vậy để cho nó dễ, nó vừa nhỏ. Cái này thì nó cũng nhỏ quá rồi, mình cũng không cần. Hành á, thì mình cắt nó ra làm hai như vậy để cho nó dễ bào. Và cái bắp cải này mình cũng cắt nó ra làm hai luôn nha quý bạn. Cái này á, mình bào thì tùy theo các bạn thôi, các bạn muốn bào kiểu nào cũng được. Cái này nó không có cái công thức là để bào như thế nào hay bào sao, miễn là mình bào ra cho nó thành từng sợi để mình trộn gỏi cho nó dễ thôi. Thì bây giờ bắt đầu Phượng Tím bào nha các bạn nha. Thì cái này á, thì cái dao này mình bào cũng được, mà mình bào bằng cái dao này cũng được. Phượng Tím có hai cái loại bào thì mình bào bằng cái nào cũng được hết nha các bạn. Đó, Phượng Tím sẽ chỉ cho các bạn thêm cách bào cái này rất là dễ bào đó, các bạn cứ bào như vậy. Củ hành cũng vậy, các bạn cứ bào như thế này. Củ hành đó thì khi mà bạn bào như vậy nè, nó cũng không có bị sợ cay mắt. Tại vì hồi xưa mình cắt củ hành đó mình cay, nhưng mà thực ra các bạn bào như này thì củ hành nó sẽ không cay. Cải cũng vậy luôn. Phượng Tím nói lại nữa là cái này không nhất thiết phải là bào như thế nào hay cắt như thế nào, mình bào làm sao mà cho miễn nó ra những cái sợi giống như trong nhầy thì được rồi nha các bạn. Khi mà cái công đoạn mà bạn bào xong đó thì bạn trộn lên. Bạn trộn lên nè, củ cải, cà rốt nè, rồi hành, củ hành, rồi cải tím, rồi bắp cải xanh đó. Thì bạn cứ trộn đều nó lên như vậy cho nó ra đủ màu. Bây giờ bạn sẽ thấy nè, bạn thấy không? Bây giờ cái này nó đã ra nhiều đủ màu rồi đó. Nó ra là bốn màu rồi đó. Một hồi mình bỏ rau lên nữa thì nó thành ngũ sắc nha. Đó, thì bây giờ tới như thế nào bạn bắt đầu bạn mới làm gà để bạn bỏ vô. Thì Phượng Tím á, khuyên các bạn nếu như mà muốn ăn gỏi gà đó, gà mà để trộn gỏi đó, thì Phượng Tím sẽ làm nguyên một con. Có nhiều người họ chỉ ăn ức gà hoặc là họ ăn chân cái đùi gà thôi. Phượng Tím á, thì dân miền Nam chính gốc luôn đó, là Phượng Tím ăn, có nghĩa mình mua nguyên con gà về mình luộc lên rồi mình mới xé ra như vậy. Mình xé chứ mình cũng không có chặt nha các bạn. Thì cái này á, đúng ra đó thì gà thì mình nên mua gà đi bộ. Gà đi bộ thì nó dai hơn là gà bình thường. Thì khi mà các bạn luộc á, thì Phượng Tím cũng không có gì mà cầu kỳ. Mình bỏ vô một cái nồi nước sôi lên. Cái nước mà nó sôi lên á, thì khi bạn thấy nó vừa sôi lên á, thì bạn bỏ con gà vào.
Rồi xong rồi á, khi mà bạn nấu nước sôi thì bạn bỏ gà, rồi xong rồi bạn bỏ một tí xíu muối, một chút xíu gia vị, có thể là hạt nêm, hoặc là bột ngọt, bạn tùy thôi. Có thể là nhà bạn ăn được cái gì thì bạn cứ bỏ vô chó cho một chút xíu, cho nước nó đừng có lạc quá vậy thôi. Rồi khi mà bạn xé đó thì bạn xé rất là bình thường. Mình muốn xé làm sao, mình thích làm sao thì mình làm như vậy. Nó không có một cái công thức hay là một cái gì đó, giống như là mình cứ việc mình xé như vậy, mình xé bình thường như vậy thôi. Đó, thì khi mà mình xé xong gà đùi rồi cánh này nọ đó, thì xương nếu như mà bạn muốn lấy ra thì bạn lấy. Còn nhà của Phượng Tím thì có nhiều người cũng thích gặm xương, thì Phượng Tím bỏ vô luôn cũng được. Bằng không thì mình để riêng ra, rồi có gì thì lúc đó thì người khác sẽ gặm xương sao. Nhưng mà cái gỏi gà đó là Phượng Tím xé, chứ Phượng Tím không có chặt. Bước kế tiếp, khi mà bạn xé gà xong đó thì mình trộn nó đều lên lại nữa. Mình sẽ trộn một lần nữa cho nó đều lên nha các bạn. Vừa có thịt gà, vừa có gỏi, vừa có này kia, mình trộn lên xong. Rồi khi mà mình trộn đó thì bạn nên nhớ là mình một chút xíu nữa đó, mình còn phải bỏ rau vô nữa. Cho nên là mình cứ Phượng Tím á, thì có trộn luôn da gà vô trong đó. Tại vì có nhiều người họ không ăn da gà, tùy theo gia đình. Nếu như mà bạn không muốn ăn da gà thì lúc mà trộn, lúc mà xé gà đó thì bạn lấy da gà ra nha. Thì bây giờ đó, thường á, một cái tô gỏi này thì Phượng Tím làm một con gà đi bộ vừa thôi. Mình không có làm mà nó con gà bự quá hoặc là con gà mà nhỏ quá. Thì mình cũng ước chừng như hồi nãy Phượng Tím thấy đó, lấy cho các bạn coi đó, là cái bắp cải màu xanh đó thì Phượng Tím chỉ lấy phân nửa cái thôi. Còn bắp cải màu tím đó, thì mình cũng lấy phân nửa cái. Củ cà rốt thì mình lấy một củ đó, thì mình cứ trộn vô. Củ hành thì mình lấy nguyên củ nha các bạn, mình lấy nguyên một củ rồi mình bào nó ra đó, thì nó vừa có mùi củ hành thơm, vừa có mùi cà rốt, vừa có mùi bắp cải. Thì đó, khi mà các bạn trộn đều xong như thế này đó, xong rồi đó thì bắt đầu các bạn mới lấy rau. Các bạn lấy rau á, thì khi mà rau thơm với lại rau răm, tại sao Phượng Tím có lấy thêm rau thơm? Tại vì rau thơm á, thì rau răm á, thì thường là mình ăn với gỏi gà, nhưng mà có rau thơm vô nữa thì nó sẽ, cái mùi vị của nó sẽ thơm hơn, nó không có đến nỗi mà như cái rau răm thì nó hơi hắc quá. Thì bây giờ á, bạn có thể bạn cắt tùy theo bạn thích cắt mỏng, hoặc là bạn thích cắt mà nó dày một chút, hay là bạn thích cắt kiểu nào cũng được. Nhưng mà khi mà mình cắt xong mình bỏ vào như vậy thì một hồi á thì mình mới trộn nó lên. Thì rau thì Phượng Tím cứ lấy chung rồi Phượng Tím cứ cắt như vậy thôi. Nó cũng dễ lắm, cái món này nó thứ nhất là nó cũng cực kỳ dễ. Nếu như mà bạn cứ lấy bắp cải mà bạn mấy cái cải cái này cái kia mà các bạn cứ bào nó đi thì nó sẽ rất là nhanh. Phượng Tím không có thấy là mình cắt, tại vì hồi xưa đó có một lần Phượng Tím cắt cái củ hành đó nó cay mắt mình lắm, mà nó cũng khó cắt mà nó dày lắm các bạn. Cho nên rút kinh nghiệm đó, cái thì những cái đợt sau đó thì Phượng Tím cứ bào nó hết đó. Thì cái này là cái món này mình đã làm xong đó, thì mình bỏ rau vào. Khi mà mình bỏ rau vào xong rồi đó thì mình trộn lên một lần lại nữa nha các bạn. Khi mà mình trộn lên một lần nữa cho nó đều đó, thì cái bước kế tiếp Phượng Tím sẽ làm cái món mà nước sốt để bỏ vô đây. Nước sốt chua ngọt, thì bây giờ cái nước sốt chua ngọt Phượng Tím nói sơ qua thôi. Thì có các bạn có thể là trộn với đường giấm. Nhà Phượng Tím á, thì Phượng Tím ăn chanh, chanh tươi đó các bạn. Thì Phượng Tím sẽ trộn chanh với lại đường. Thì mình nêm nếm sao mà cho nó vừa chua chua ngọt ngọt đó, thì lúc đó mình sẽ trộn cái món nó vô đây luôn. Các bạn sẽ hỏi là tại sao không chờ lúc ăn thì trộn. Tại vì á, mình làm trong gia đình mình ăn thôi, chứ không phải là làm cho tiệc. Cho nên là một cái tô như thế này đó, mình sẽ ăn hết, nguyên một gia đình mình sẽ ăn hết. Cho nên là Phượng Tím sẽ trộn cái nước chấm, cái nước sốt đó vô trong cái gỏi luôn. Còn nếu như mà các bạn mà làm để mà đãi tiệc mà cái số lượng nhiều, thì Phượng Tím khuyên á, là khi nào mà mình làm giống như mình lấy ra một phần bao nhiêu thì mình trộn bấy nhiêu. Chứ nếu như mà các bạn trộn mà nhiều đổ vô hết một lúc đó, thì khi mà các bạn ăn không hết đó, thì các bạn để ngày hôm sau á, ăn nó sẽ không ngon nữa. Bây giờ ở bước kế tiếp Phượng Tím sẽ chỉ các bạn làm nước sốt. Thì như Phượng Tím nói thì mình lấy chanh tươi, xong rồi Phượng Tím sẽ vắt ra như vậy, rồi bắt đầu mình bỏ đường vào. Phượng Tím thì làm kiểu mà nó chua ngọt,
cho nên là cũng không có quá ngọt quá mà cũng đừng có chua quá. Thì cái nước chấm này đó thì như Phượng Tím nói hôm mới nãy đó là mình sẽ bỏ nó vào gỏi rồi mình trộn nó lên luôn. À, trừ khi mà bạn làm cho một buổi tiệc lớn thì Phượng Tím nghĩ là bạn nên để nước chấm ở ngoài, và khi nào mình muốn ăn thì một cái phần nào đó thì mình bỏ nước chấm, nước sốt vào. Một chút xíu nữa thì cái phần này nha các bạn, Phượng Tím nói lại cái phần này, cái này là chỉ là nước sốt thôi chứ không phải là nước chấm. Cái kiểu này thì cũng gọi là cái kiểu của người miền Nam đó, cho nên là cái nước chấm có nghĩa là mình làm nước mắm tỏi ớt đó, thì là mình sẽ làm sau này và mình sẽ không có đổ nó vô trong cái gỏi, mà là người nào ăn đó thì người ta múc ra một cái chén riêng rồi mỗi người sẽ chấm riêng, chứ Phượng Tím không có làm mà nước mắm tỏi ớt xong rồi mình đổ vô trong gỏi như các bạn thường thấy. Tại vì cái này là cái kiểu của người Nam, người miền Nam, cái này là ở dưới quê của Phượng Tím đó, thì ăn theo cái kiểu mà mình múc một cái nước mắm tỏi ớt ra để riêng, rồi khi mà mình múc ra cái dĩa gỏi rồi mình mới chấm vô, mỗi người chấm riêng vậy đó. Rồi đây bây giờ Phượng Tím sẽ rưới nó lên, thì mình cứ rưới nó lên thôi các bạn, mình rưới nó lên như thế này. Xong rồi mình vẫn dùng tay mình trộn đều nó lên, tại vì mình có đeo bao tay luôn rồi cho nên là mình cứ thoải mái mà mình trộn, không có gì hết, không sợ gì hết đó. Khi mà bạn trộn đều nó lên như vậy rồi đó thì sau đó đó thì bạn mới bỏ nó ra một cái dĩa rồi bạn mới rắc đậu phộng lên, là cái công đoạn cuối cùng đây. Rồi sau một chút xíu nữa Phượng Tím sẽ chỉ ba các bạn cách làm nước mắm tỏi ớt. Thực ra cái nước mắm tỏi ớt thì cũng dễ thôi, cũng không có cái gì khó, có nghĩa là bạn lấy một khoảng chừng một trái chanh, rồi ớt thì tùy theo người thích ăn cay người thích ăn không cay, thì thường thường Phượng Tím thì thường để vô 2 trái ớt rồi với lại một vài tép tỏi, khoảng chừng 3 đến 4 tép tỏi. Thì mình cứ lấy nó ra như vậy. Thì tỏi thì các bạn bỏ đường vào, các bạn đâm đâm chứ không có băm nha các bạn. Mình lấy cái chài á, cái chài với cái cối đó thì mình mới bầm, mình mới đâm đó, mình đâm nó cho nó vừa nát xong rồi đó, thì tỏi với đường với ớt mình cứ đâm nó xong, nó nát xong rồi thì mình mới bắt đầu mình bỏ bỏ nặng chanh vào, nặng chanh vào rồi mình mới bỏ, vừa nặng chanh xong đó thì mình mới bỏ vô một chút xíu muối, không Phượng Tím xin lỗi, không phải muối mà một chút xíu nước. Rồi sau đó khi mà nước xong rồi đó thì bắt đầu lúc đó mình mới nêm ấy, mình mới bỏ nước mắm vào. Thì khi mà mình ăn gỏi đó thì mình nên, mình khi mà gỏi thì mình nên làm nước mắm nó hơi mặn một chút nha các bạn, tại vì khi mà nước mắm nó mặn đó, thì mình chấm gỏi nó mới vừa. Đừng đừng nên làm nước mắm mà lạt quá hoặc là ngọt quá, mình làm nước mắm mà cho nó mặn ấy, thì chấm nó mới được. Bây giờ Phượng Tím sẽ bỏ cái đậu phộng mình rắc lên, mình rắc đậu phộng lên như thế nào. Một dĩa gỏi thì mình chỉ còn làm một cái nước mắm tỏi ớt là nước chấm đó các bạn, thì là cái công đoạn này sẽ xong. Một chút xíu nữa đó, khi mà xong hết tất cả đó thì Phượng Tím sẽ nói gọn lại cho các bạn biết sơ qua tóm tắt lại cái cách làm như thế nào và cái cách mình ăn nước chấm như thế nào ra như thế nào. Các bạn thân mến, đây bây giờ là thành phẩm của cái món gỏi gà ngũ sắc. Và đây là nước chấm, Phượng Tím nói cái này nó là nước mắm tỏi ớt, mình đã đâm nó ra cho nó nhuyễn. Thì cái tỏi khi mà bạn đâm ra thay vì bạn bầm đó thì nó sẽ, cái tỏi nó sẽ thơm hơn. Là bây giờ mà Phượng Tím sẽ nói tóm gọn lại một cách ngắn gọn là bây giờ cái món này thì bạn cứ bỏ mua loại gà đi bộ đó, thì bạn luộc nó lên. Khi mà nước sôi đó thì nước vừa sôi thì bạn bỏ gà vào, bạn luộc trong vòng 10 đến 15 phút, sau đó bạn tắt nước đi và bạn để đậy nắp lại cho nó khoảng chừng 10 phút nữa thì lúc đó nó gà nó sẽ chín. Và còn cái món gỏi thì bạn bào củ cà rốt nè, củ cải tí, củ bắp cải tím nè, bắp cải xanh nè,
củ hành tây nè, và rau thì có rau húng thơm và rau răm. Bạn cắt nhỏ ra và có đậu phộng rang thì bạn để lên trên. Còn cái món mà nói về nước sốt đó thì bạn lấy chanh, bạn vắt ra rồi bạn bỏ đường vào, bạn trộn với lại chanh đường, bạn làm rồi xong rồi bạn mới rưới lên rồi bạn trộn nó cho đều. Thì cái đó là món đó là mình ăn. Thì bây giờ đó thì khi mà bạn làm xong như vậy đó thì Phượng Tím thường là ăn như vậy nè bạn. Thì bây giờ mình cứ lấy một miếng nước chấm nha. Tùy mỗi người thì cứ múc ra mỗi người cho một cái chén nhỏ, một cái dĩa nhỏ cũng được. Và nước chấm thì mình cũng tự mình múc riêng như vậy. Thì khi đó mình cứ lấy vô, mình cứ gấp. Cái này là Phượng Tím chỉ lấy thôi chứ đúng ra đó là mình mỗi người mình lấy một cái dĩa. Người nào ăn thì cứ gấp vô dĩa của mình và lấy một cái chén nước chấm riêng như vậy. Xong rồi mình mới bỏ vào đây và mình chấm lên như vậy. Cái này là ăn cái kiểu mà người Nam đó các bạn, chứ không có phải đổ nước chấm vào hết trong cái dĩa gỏi. Bây giờ mình ăn về nhà để mình tiếp ăn thử với bạn coi coi ngon không nha. Rất là ngon. Cái món bữa gà ngũ sắc đã xong. Lần sau Phượng Tím sẽ chỉ cho các bạn một món khác nữa độc đáo hơn. Bây giờ thì Phượng Tím xin chào các bạn, hẹn các bạn vào dịp khác mình sẽ gặp lại nhau bên bếp nhà Phượng Tím với những món ăn khác. Phượng Tím thì dân miền Nam cho nên có thể là làm nhiều món miền Nam hơn. Chào các bạn, hẹn gặp lại.